Cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của quý vị. Thưa quý vị, tiếng hát Người Chiến Sĩ Biên Thùy là một trong những tác phẩm được giới thiệu trong CD Tổ quốc yêu thương mà Hợp ca Quê hương và dàn nhạc Nhạc viện Guon vừa hoàn thành. Để thực hiện CD này, chúng tôi đã tập luyện trong gần một năm và đã tiến hành thu âm trong một thời gian ngắn kỷ lục, 2 ngày, mùng 7, mùng 8 tháng 7 vừa qua tại Nhạc viện Guon. Hôm nay, chúng tôi vui mừng được chính thức giới thiệu tới toàn thể quý vị sản phẩm âm nhạc này, CD Tổ quốc yêu thương. Thưa quý vị, CD sẽ được tặng miễn phí cho quý vị trong giờ giải lao. Chúng tôi xin hoan nghênh sự đóng góp tài chính tự nguyện của quý vị. Bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị nghỉ giải lao trong vòng 20 phút để khám phá CD Tổ quốc yêu thương và dành thời gian tham quan gian trưng bày về những hình ảnh Việt Nam và Hợp ca Quê hương bên ngoài tiền sảnh. Mesdames et messieurs, après le chant du garde-frontière, nous vous invitons maintenant à visiter l'exposition sur le Vietnam et sur l'ensemble vocal Hợp ca Quê hương. Nous avons l'énorme plaisir et sommes fiers de vous présenter notre CD « Vietnam, notre patrie bien-aimée » enregistré par Hợp ca Quê hương et l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen. Nous avons travaillé sur ce CD pendant un an et l'avons enregistré en un temps record. En effet, nous l'avons enregistré en deux jours, les 7 et 8 juillet derniers, au Conservatoire de Rouen. Nos 6 hôtesses à l'entrée de la salle vont vous remettre ce CD, un par famille. Nous vous remercions d'avance de votre contribution et de votre soutien. Nous serons également heureux de recueillir vos impressions sur ce concert. Merci donc de bien vouloir les confier à nos hôtesses et nous laisser votre adresse e-mail si vous souhaitez être informé des concerts à venir. Nous avons maintenant un entracte de 20 minutes à la suite duquel nous nous retrouverons pour la suite des événements.